Hello mọi người, hiện tại mình đang ăn ở Chăm Chim, đang ở cái bản con rùa nè, thấy không? Đó, bữa nay là ngày 4 tây nha. Này 4 tây thì hiện tại là bên team của Long An có tổ chức một cái giải câu mini. Tặng quà, tặng nháy hơi, tặng cần, tặng dây các kiểu. Thì bên mình thì có hỗ trợ là 10 con nháy hơi. Anh Công thì một cây cần với mấy cuộn dây. Đó thì bây giờ mấy anh em đang gom lại câu đây nha mọi người. Để coi ai dính cá trước thì sẽ lụm ha. Rất là nhiều giải luôn nha. Chơi mini thôi, vui vẻ thôi. Chàm chim. Còn chàm với chim không. Đó đây mọi người. Đây là admin của nhóm hội câu lô Châu Thành nha. Châu Rồi, Thành chào toàn thể anh em. Rồi bữa nay là ngày gì thông báo cho anh em biết đi. Bữa nay là ngày 4 tháng 6. Rồi anh em bên hội Châu Thành có tổ chức game mini cho anh em chơi. Rồi đây là cần chiến công đoạn chuẩn bị là xả nháy của anh em. Xả nháy. Chứ là chưa quấn giải nha anh em. Xả mồi trước phải không? Xả mồi trước. Ok. Rồi một chút rồi anh em gom đủ mặt hết rồi mình mới đốt pháo. Ủa giờ lỡ giờ người ta lên trước rồi tính luôn không? Không. Rồi giải thưởng là gồm những gì vậy? Đọc anh dân. Ủa hội dân hà luôn rồi. Nhiều lắm, đọc không đọc, đọc sao nhớ nổi. Sơ dài giải lớn thôi. Giải nhất là một cái cây cần. Ok. Rồi ba cùng e, okay. Một lưỡi câu với một nháy hơi với một túi đeo qua chéo. Cho đựng phụ kiện đồ câu á. Ok. Còn giải nhì là một cái máy ngang. Rồi C80. Rồi tay quay chéo rồi nói chung là nhiều lắm á anh em ơi, nhớ không có nổi. Bây giờ anh Ngọc Chanh là thổ địa ở đây nè, giờ có chia sẻ cho anh em nào cách đánh cá dầm chim mà dễ lên không, chứ giờ anh em lên lóc nhiều quá. Thì nó cũng dễ lắm anh em cứ xuống dục ra kéo vô à. Chờ chừng nào á mà anh em cứ xuống dốc rồi cái hả lên là lên dốc á. Rồi tới ủa anh này anh Thái Thanh phải không? Trời ơi em thấy anh trên YouTube hoài luôn mà nay mới gặp. Nào gặp ai đầu bự ha. Rồi, hello mọi người nha. Rồi anh qua đây mấy ngày rồi? Qua 2 ngày rồi. Có cá mắm gì không? Hôm nay được 3 con cá lóc đen. Ăn màu gì anh? Ăn màu giả. Màu giả hả? Qua nay Thái Thanh quýnh màu giả mới ở vô. Ở trong đây là người ta là 100 người là người ta quýnh hết là cỡ 95 người là mồi thiệt rồi. Có một mình anh Thái Thanh là... Không, cũng có một vài anh em đánh màu giả. Tính ngang người thành công luôn có lối đi riêng ha. Đúng rồi. Đa số là anh em đánh mồi thiệt nhiều. Mà hôm qua Thái Thanh đánh màu giả là ăn là hình như là hôm qua Thái Thanh là cá nhiều nhất. Nhiều nhất luôn? Ba con. Còn anh em khác là 2 con. Nhiều tiền ký vậy? Tiền đâu mà tiền. Cá câu mà. Rồi ok, bữa nay chúc anh Thái Thanh lụm giải nha. Ủa anh Chinh Gòm phải không? Dạ em. Rồi đi đâu đây? Em thấy đông anh em tập trung đi đông vui em lên rồi, chơi. Bán cái số hay này kia gì không mà sao không thấy cần câu hay gì trên trời? Thì bán số. Chứ anh Vinh lên đây nào? Lên qua. Thì nói anh Vinh bị bể đầu hôm qua tới nay đúng không? Bể đâu, chắc đâu. Anh em ơi, cá tầm chim nói chung là dễ ăn lắm nghe anh em. Nói chung là ông này ổng gồm thiệt cho mọi người, tay chân nhão nhẹt hết rồi, chắc cũng không còn được bao lâu nữa đâu, nên là anh em mà mua đồ này kia gì có ấy đừng có chửi ổng, nói chung là cũng sắp rồi, không được bao lâu nữa đâu mọi người. Anh lên đây á, anh lên đây cái anh thấy dòm thấy địa hình này quá trời, cái anh không dám quýnh vậy, anh sợ anh tụt cân nữa, tụt ký á, quá trời đất. Rồi, kéo xong là về là... Bữa nay anh Vinh có tranh giải không hay là làm giám sát? Ôi làm giám sát à, dạ. Rồi ok, tướng anh Chanh cũng dính đâu. Không dính, có giải đâu. Rồi đi. Rồi. Cảm ơn. Đó, đây mình mới vừa gặp anh Công luôn nha mọi người, Công Phạm. À, thấy lần đầu tiên mình thấy được anh Công Phạm bằng da bằng thịt ở ngoài đời. Nãy giờ ôm hôn ống cái chứ. Yêu xa anh em ơi, yêu xa hôm nay mới được gặp mặt. Anh Công vô đây thì bữa nào?
qua hôm qua vô hôm qua hả? Vô hôm qua câu luôn hả? Qua câu luôn mà cũng nhéo mớm, nhưng mà nghe nói là đừng có mẹ đừng nhéo mớm. Ừ, tại nghe nói VT Thuận có vô xuồng hơi đồ dữ lắm, nhưng mà không có mắm vậy. Không có dạng như em đi trước, em dọ cho anh em thôi với em xả mồi trước, đi đâu làm xả mồi cho đó. Bởi sao anh em nó mới dính nhiều chứ bữa trước đâu có ai dính cá gì đâu. Ủa xả mồi rồi đó hả? Xả mồi rồi mà mình ném từ sáng tới chiều mới được con á. Một mình em thì nhỏ 2-3 ngày nay chưa đã. Em muốn phá Facebook luôn rồi đó. Thôi hôm nay mình cũng nói chung là cũng lần đầu tiên cũng được gặp VT Thuận luôn anh em. Rồi lúc còn nhỏ nhỏ mà tắm mưa mà ở chuồng á là có xem cái YouTube của ông này rồi. Hôm nay mới được gặp idol thôi. Tính ra hai anh em mới ở gần luôn á. Cái bên, em cách... ăn thích anh Dũng Liêm phải không? Đúng rồi, Dũng Liêm. Ừ, kép ganh luôn. Giờ mới gặp. Rồi, ok. Thôi. Ké rồi chứ. Không có quên trong cái mini game. Kệ mọi người vậy đi. Ừ, phước tôi đâu ta. Má nó lâu lúc đẳng luôn. Rồi chưa? Chưa. Không có hình, không có hình. Còn tôi nữa. Thôi thử chối mà. Rồi chưa? Giờ chụp hình tổng anh em rồi không? Ừ đúng rồi, bây giờ anh em giải này chụp xíu xíu. Rồi 1, 2, 3 anh em mình chụp hình cái rồi mình quất ha. Tụ má tao không nổi. Đâu mà đi tuốt đảng ơi, thằng xa quá không tính nhờ. Trốn đủ hết, tôi làm cây trốn kìa. Nè, công tới kìa. Tên gì? Đó, cần thủ đầu tiên lên cá nha mọi người. Lụm giải rồi đó nha. Quá dữ. Con cá làng, con cá vàng của chàng chim nghe, có chút xíu à, mà lụm giải. Ngày sáng mình có xin được nhái chàng chim nè mọi người. Ôi trời ơi, nó bự không có nội ra luôn. Nhái này chọi là bao xa luôn nha. Nhái bự bằng cái máy. Bự bằng cái nắm tay vậy. Chỉ có cá chầm chim mới có khả năng ăn nhái này thôi. Cái máy 3000 quay cũng không nổi luôn. Trong gớt xuống quất lâu gớt quá vậy. Rồi ôi trời, nãy giờ em đạp lên đọc câu luôn hả? Bữa nay thì Thuận đi câu với thằng bạn nữa. Sáng thả nó xuống đây cho nó đánh cha. Mình chạy mình đi giao lưu với mọi người. Xong rồi cuối cùng mình đánh cá lóc, lóc luôn. Không một cái táp nha. Chàm chim nó giống như cái gì đó hơi quyền bí. Bữa hai tay mình đi còn táp được cái. Tới bữa nay đi là không táp cái nào luôn. Này đi cũng khá nhiều anh em lóc luôn chứ không phải riêng mình. Dính gì vậy Tén? Dính gì chưa? Dính gì chưa? Cá đâu? Cá đâu rồi? Con cá đâu rồi? Đây. Câu 4 cần.
4 cần. Cái gì? Chạy không có nguy hiểm luôn chứ vậy. Đâu con cá mày cột đâu? Trời ơi. Ú, đây con này cũng khá mày, cái ký á. Ơi. Cá nó ụt còn bự hơn nữa, câu dính cá chút xíu. Cá thiên nhiên á, cá thiên nhiên này cá ký chắc thịt lắm á. Đi ngoài mua nấu nguy hiểm cho này. Ok cũng được, cái này cái dù gì là xe mình cũng có nhớt nha, nhớt hết cha. Có nhớt là được rồi. Đây điểm câu đây, điểm này là gần 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 nhà hàng á, gần khu vực nhà hàng.